thách của chương trình dành cho Trang vẫn chưa kết thúc. Đầu tiên, Trang được gặp một tư vấn viên. Tư vấn viên sẽ mang lại thử thách gì cho Trang đây nhỉ? Chị chào em. Em là gì ạ? Em có biết là hôm nay mình đến đây thì mình sẽ trải qua thử thách gì không? Không ạ. Mong muốn của em khi mà muốn đến trung tâm tiếng Anh và học tiếng Anh là gì? Em muốn. Hiện tại thì em tự đánh giá trình độ của mình đang ở mức độ nào rồi? Em không rõ lại chưa thi bao giờ. Bây giờ thì chị sẽ chuẩn bị cho em một bài kiểm tra. Thì em có hồi hộp không? Vậy là Trang đã phải trải qua một bài kiểm tra tiếng Anh. Bài kiểm tra này sẽ mang lại điều gì cho Trang? Hãy cùng chờ xem nhé. Meet you. My name is Annie. I work for Amez. So in the first part of the speaking test, I'm just going to ask you some questions about yourself. Is that okay? Could you tell me your full name, please? Okay, so let's talk about your hometown. Where do you come from? I come from East Hanoi. Trang đã trải qua hai vòng thi và bây giờ cô đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả. Thế Trang thấy phần nào là phần thi mà Trang thấy cảm thấy tự tin nhất nhỉ? Đó. Hả? Hả? Em tự nhiên là đọc rồi. Đây rồi, mọi bí mật sẽ có lời giải đáp khi Trang bước qua cánh cửa này. Chào em, em là gì? Chào em, em ở đây. Mặc dù là chưa có điểm tiếng Anh thì chưa được cao, chị tin là nếu em cố gắng và dành nhiều thời gian thì trình độ tiếng Anh của em sẽ lên cao rất là nhanh. Em làm cho chị rất cảm động bởi vì là em đã vượt qua được vô cùng nhiều khó khăn và để đến hôm nay em đã là một sinh cô sinh viên năm thứ tư rồi, đúng không? Vâng. Chúc mừng Trang, hy vọng điều bất ngờ đến từ trung tâm Amez